Thưa quý khán giả, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có tổng cộng 564 điểm sạt lở với chiều dài trên 834 km, trong đó sạt lở bờ sông là 512 điểm với chiều dài 566 km, đe dọa cuộc sống của hàng vạn người dân. Và mới đây thì điểm sạt lở dài hơn 60 mét cuốn trôi gần chục ngôi nhà tại chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Điều đáng chú ý hơn là hiện nay còn hơn 18 ngôi nhà cũng đang bị đe dọa. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận nóng trong sáng ngày hôm nay tại hiện trường của phóng viên Lê Tấn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Lê Tấn đang có mặt tại điểm sạt lở chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sạt lở ăn sâu hơn 10 mét khiến cho nhiều hộ dân mất hết tài sản và rơi vào đời sống vô cùng khó khăn. Ngày 29 tháng 8 kéo dài đến rạng sáng ngày 1 tháng 9, trên tuyến kênh rạch Vợp, chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, xảy ra vụ sạt lở ăn sâu vào bờ 10 mét, chiều dài khoảng 60 mét, nhấn chìm chính căn nhà bán kiên cố cùng nhiều tài sản có giá trị xuống kênh. Thì cái lúc đó khoảng cỡ 10 giờ mấy đó, rồi trời đổ mưa, mưa thì cũng hơi tương đối, rồi nghe nó làm cái này nó làm bực kia chừng 2-3 phút gì đó. Sau chừng 5 phút sau đó bắt đầu cũng mưa lâm râm, cái nó làm như bom nổ, hì hì ra là rồi, là xuống sông chân đó. Vụ việc may mắn không xảy ra thương vong, tuy nhiên đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngoài ra do đoạn đường bị sạt lở chia cắt đã khiến việc đi lại mua bán và sinh hoạt của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. Bán thì hàng ngày thì cái đường đi này là cái đường đi nội bộ, do đó mà bây giờ nó mất cái lối đi này thì cái việc mua bán của bà con cũng gặp khó khăn. Đây là chị Liêu Thị Diệp, tiểu thương tại chợ Cầu Lộ, cũng là hộ dân bị sạt lở cuốn trôi mọi tài sản khi chưa kịp di dời. Cái tình hình trước đó thì nó có dấu rạn nứt, dự định là đang di dời mà nó hết thời gian, nó nhanh quá, cứ nghĩ là ngày mai sẽ di dời tiếp. Mà lúc đó thì do vừa trời mưa, với mưa bão nó đang đổ tới nữa. Còn đây là hộ gia đình anh Trịnh Phước Hưng, sạt lở đã đe dọa đến cuộc sống gia đình, buộc phải di dời khẩn cấp khiến mọi sinh hoạt hàng ngày đảo lộn hoàn toàn. Sau khi sạt lở, cuộc sống cũng như là nó hơi khó khăn thêm nữa, đã khó khăn nó còn thêm khó khăn nữa. Vì cái là tôi có cái chỗ ở một mà bây giờ nó mất rồi, không còn có chỗ để ở nữa. Nhưng mà nhờ bà con đây thương là cho che đỡ một cái chòi để ở lên đây nè. Theo ghi nhận tại hiện trường, sạt lở ăn sâu vào đất liền tạo hầm ếch khoét sâu vào nhà dân. Nguy hiểm hơn, nhiều hộ dân nơi đây còn bám trụ mua bán kinh doanh, chứa nhiều hàng hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hiện tại khu vực sạt lở được chính quyền địa phương dựng biển cảnh báo và dựng cọc chống tạm thời. Nhưng với tình hình sạt lở như hiện nay, đây chỉ là tình thế tạm thời không khả thi. Phía dưới nền đan này, các vết nứt đã kéo dài tạo hầm ếch khoét sâu vào giữa nhà dân. Tính mạng và tài sản của hơn chục hộ dân nơi đây có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Theo Chi cục Thủy lợi Sóc Trăng, qua khảo sát đoạn đường trên còn có 18 căn nhà khác liền kề đang có nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tục nếu địa phương không có biện pháp chủ động phòng chống kịp thời.